Dạ em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Tuấn Thanh, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hậu Giang á. Lần đầu tiên em biết đến men vi sinh á là cũng vào một buổi Zoom tối, cũng nghe chị Tuyết á, với bác Vinh giới thiệu về dòng men này nọ thì em cũng thích. Với lại là lúc đó là có cháu đồ này nọ ở nhà nó đang bị về vấn đề tiêu hóa cũng nhiều năm rồi. Sẵn đó em cũng hỏi cũng được anh Vinh tư vấn là để điều trị bé và bé bị táo bón á, là hết. Xong rồi em là theo thấy vậy cho nên em yêu thích sản phẩm này cho nên em cũng theo học tất cả các buổi Zoom của về sản phẩm. Rồi mới mới khoảng tầm nửa tháng này là em có chia sẻ với bác Vinh là có một cái chị đó là chỉ bị táo bón là tầm khoảng 4 5 năm nay rồi. Tầm khoảng 7 ngày hoặc 10 ngày chị sẽ không đi ngoài được, thường là chỉ phải sử dụng tới là thuốc sổ. Rồi em được cái bà chị giới thiệu là cho khách hàng đó là chỉ sử dụng một liệu trình nè, là một hộp Lactlingon với một hộp Bioproduct, là chỉ hiện tại là chỉ đã khỏi bệnh.